anh em phải thi đấu ở hạng thân cao hơn, hạng dưới nặng. Vậy thôi nghỉ, em chỉ đó hạng chung thôi, chưa vừa sức, dưới nặng em không chơi đâu. Nè, em nghĩ lại đi, em mà không đấu trận này á là không còn lịch thi đấu nào cho em nữa đâu. Không phải em nói em đang cần tiền nên giờ anh xích lịch đấu độ hay sao? Mày yên tâm đi, người ta bỏ tiền ra để mua chiến thắng, em chỉ đấu cho vui thôi, cần hẹn làm cái gì. Với lại á, đấu mấy cái trận này vừa nhanh vừa lẹ mà tiền lại tươi nữa, em còn suy nghĩ cái gì. Ok, em đấu. Phải vậy. Người đã bỏ tiền thì mình phải bỏ sức, tao có dễ như anh nói. Rồi, được rồi, thôi ra đấu đi, đừng cứ để tụi có tiền nó chờ, nói mệt ốc. Shit!
Em đi làm sao mà nhảy vô tàu xe người ta vậy? Em chặn anh mà. Em đợi anh cả buổi luôn, đói muốn chết luôn. À, mình đi ăn. Ủa, mặt anh sao vậy? Sưng quá vậy? Anh bị sao kệ anh đi. Em hỏi không? Ghê quá vậy. Mua cho tôi một chiếc xe tay ga đời mới nhất. Anh thích hiệu gì vậy? Em đã làm cái gì vậy? Em mua xe mới cho anh. Không lẽ để anh chạy xe này chắc ổ gà té cái mặt anh sưng húp. Hay quá à. Bộ mặt sưng là té ổ gà hả? Phung phí tiền cho người lạ quá vậy. Anh mà đâu phải ai xa lạ đâu. Nhiều tiền để làm cái gì đúng không? Nhưng mà anh thích chiếc xe này. Nói chung là bỏ qua đi. Bây giờ mình đi ăn đi. Em đói lắm rồi. Nha. Thiệt là chưa bao giờ gặp ai mà ngang ngược như em á. Thôi, giờ anh vô bệnh viện thăm mẹ anh. Có gì đến sau nha. Anh không cần phải lo. Em đã cho người vô bệnh viện chăm bác rồi. Anh chỉ cần đi ăn với em thôi. Tự ý quá ha. Thôi đi. Em không cần mời anh tới những cái nơi như vậy đâu. Anh thấy... Anh là người mời mà. Với lại những quán này là trong tập đoàn nhà em. Cho nên là anh đừng có ngại. Cứ thoải mái đi nhá. Vậy thì những lần sau anh sẽ từ chối lời mời của em. Anh sao vậy? Thôi được rồi. Em sẽ có cách để cho anh không thể từ chối được. Anh đã nói rõ quan điểm là em chỉ cần làm cho vui. Nên đừng lấy lý do vì bận công việc với anh. Anh thừa biết là em có thể làm tốt tất cả mọi việc. Và em là người có thể giúp công ty của chú anh phát triển tốt nhất. Anh không cần. Phụ nữ chỉ cần biết lo cho gia đình là đủ. Em nên bỏ cái tính tự lập, tự chủ. Và tự khẳng định cái khả năng của mình đi. Anh quá đáng rồi đó. Còn nếu không, sang tuần sau anh sẽ có quyết định nghỉ việc dành cho em. Thời buổi nào rồi mà còn cổ hủ quá vậy anh trai? Em mà là chị Ngân á, em cũng không có ưng anh đâu. Đây là việc riêng của anh, không cần em phải xen vào. Tự nhiên em thấy bất bình thì em nói thôi. Ủa anh có quyền gì? Thôi, hai anh em trong nhà mà, đừng gây nhau. Với lại chị với anh Hùng chỉ đang tranh luận thôi, không có gì đâu. Chị, em đang bên chị đó. Ba em gọi rồi. Bây giờ em phải vô bệnh viện rồi. Anh cứ ở đây ăn đi nha. Mày nhớ, có ăn uống thì nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Đừng có lớn tiếng quá, làm ảnh hưởng đến người khác đó. Em về nha. Cậu rảnh không? Ngồi xuống ăn với tôi. Chị có vẻ không vui. Tại sao phải cưỡng ép tình cảm của mình chứ? Đâu có. Tôi đang rất hạnh phúc. Chẳng qua là tụi tôi chỉ tranh luận chút xíu về công việc thôi. Chị thực sự yêu anh ta.
anh ấy là lựa chọn tốt nhất của tôi. Anh ấy yêu tôi thật lòng mà. Chính vì yêu tôi cho nên anh ấy mới ích kỷ, không muốn chia sẻ tôi với công việc, đúng không? Tôi nghĩ mình là một người đang rất hạnh phúc chứ. Cậu không hiểu chuyện thì đừng có phán xét. Hay là em kể một chuyện cười cho chị nghe nhé. Ủa, em chưa kể mà. Kể đi. Cũng may mà nhờ có anh cho nên là em mới thoát khỏi tên biến thái kia. Lại đi đánh boxing bút xích nữa phải không con? Con hứa với mẹ là con bỏ rồi mà. Tại sao con cãi lời mẹ vậy? Nói chung là quán của mình phải có những cái gì khác lạ hơn thì mới thu hút được khách. Rồi với lại dì Jadela là một trong những hot girl nổi tiếng ở các quán bar. Mà sếp Vinh của mình nha, phải dùng mối quan hệ mới mời được đó. Anh có vẻ quan tâm đến chị Ngân quá ha. Chị Ngân sau này sẽ là chị dâu tương lai của em. Trời. Mấy giờ? Dễ. Thôi không sao. Bớt lại nha. Ok, mấy giờ? Dễ. Thôi không sao mẹ. Cái chưa con nói rồi mà. Nhưng mà mẹ muốn này ở đâu để con mang ra. Con mang vốn xong con đòi tiền đem về cho mẹ. Vấn đề không phải là tiền. Vấn đề là cái công mẹ bỏ ra mẹ chăm sóc nó. Biết bao nhiêu lâu rồi. Mà con thấy mẹ cũng đâu có uổng phí công sức đâu. Mẹ nó nở ra vừa to vừa đẹp vừa thơm hết trơn nè. Nhưng mà đây là cái giống bông hồng bình thường, đâu phải là cái giống bông hồng Ecuador mà mẹ mua lúc mà người ta nói với mẹ đâu. Thì đúng là mẹ nó là giống hồng bình thường thì làm sao mà nó nở ra Ecuador. Tức là cái này không thể nở ra được bông hồng Ecuador hả? Đúng rồi, giống nào. Đúng rồi, mỗi giống mỗi khác chứ. Vậy sao con muốn bé Ngân nhà mình cứ giống con nhà người ta? Con tưởng là mẹ bị lừa. Ai ngờ bây giờ con mới là người bị mẹ lừa. Không, mẹ không có lừa con, mẹ chỉ muốn con nhìn ra vấn đề vậy thôi. Hai cái chuyện này nó là hai cái vấn đề khác nhau. Làm sao mẹ so sánh như vậy được? Mẹ không có so sánh. Mẹ chỉ muốn con nhìn thấy vấn đề. Chứ mẹ không thấy con nhà người ta. Con nhà người ta là ai? Con kêu ra đây đi cho mẹ gặp, cho mẹ nói chuyện. Ở đâu nhà người nào? Rồi lại vô cái đó luôn. Mày. Mấy giờ? Dễ. Chứ mẹ
mẹ không thấy con nhà người ta. Con nhà người ta ở đâu? Con ai? Kêu ra cho mẹ nói chuyện. Ví dụ nha, con ví dụ cho mẹ nha. Bé Bòn Bò, con chị Diễm, nó mới học lớp 3 thôi mà nó biết vô bếp, nó phụ mẹ, nó rửa lau nhà, nó phụ việc nhà. Chưa hết, ở trong lớp bé Ngân có bé Nam. Nhóc Nam á, nó tháng nào cũng đứng nhất lớp, xong lần lượt được tuyển vô trong đội tuyển toán của trường nữa. Không có đơn giản đâu mẹ, người ta cố gắng lắm người ta mới được như vậy. Chưa hết nha mẹ, còn gần đây nhất tới bên nhà là Putin. Ngồi một xíu mà lúc nào cũng lễ phép, ngoan ngoãn dạ thưa. Hay là thôi thôi thôi, có nghĩa là bây giờ con gom hết tất cả những ưu điểm của những đứa bé khác, con nhồi nhét vô một mình con gái của con, phải không? Đúng không? Bây giờ mẹ hỏi con câu nè, con của người ta có thương con như là con ruột con? Tại vì đối với bé Ngân bây giờ đó, con, vợ chồng con là cả một thế giới của nó. Mà con thấy, bây giờ con chỉ thấy ưu điểm của con ta, rồi con có thấy ưu điểm của bé Ngân không? Xin lỗi mẹ, chứ con chưa có thấy Ngân nhà mình có ưu điểm gì hết trơn. Nó học thật kém, bởi tại sao lười. Lười học quá ham chơi, còn nghịch ngợm nữa. Cảm giác như anh chỉ biết quậy phá rồi. Chưa hết, mà nó còn không có biết nghe theo lời của con vậy. Như con nhà người ta kìa. Con nhà người ta làm sao? Lúc nào con cũng con nhà người ta, con nhà người ta. Con cứ nhìn con nhà người ta mà con không biết là cái ưu điểm của con gái con nó là cái gì hả? Con nhà người ta có thương con không? Không hề. Chỉ có con gái của con thương con thôi. Cái nhỏ này quên rồi con, nhắc em. Cũng hỏi con một điều là nếu nó không đỡ ra một con yêu cô đơn, con muốn thì con có yêu mà. Rồi, tiếp theo ha. Rồi. Anh Lâm rộng đại sứ cho em thấy cái bông trên lúc mà bà chỉ luôn anh Lâm. Rộng rộng, đúng rồi. Ok, mấy. Rồi. Đúng rồi anh Lâm, mấy. Mấy chạy. Dễ. Mày chỉ hỏi con điều này nha. Nếu như bé Ngân nhà mình á, nó không giống như một bông hồng Ecuador mà con mong muốn, mà nó là một cái bông hồng bình thường như nó đang có, thì con có nhìn nhận và có thương nó không? À? Không phải là con không có thương Ngân, đó là con của con mà. Nhưng mà con không muốn nó thua kém người khác. Con muốn nó phải nổi trội, nó phải dùng hết khả năng của nó. Con sợ nó bị thua kém người khác thôi, mẹ hiểu không? Mỗi đứa trẻ nó khác nhau, sao con đòi hỏi gì được? Vậy chắc mình không phải... mình ok, ok, rồi, hiểu. Mà nếu nói như vậy chắc con cũng phải là con của mẹ nữa. Nói gì kỳ vậy mẹ? Thật ra thì mẹ đâu có muốn sanh ra con là một người xuất chúng đâu. Ngay từ hồi con còn nhỏ, mẹ cũng chỉ mong ước con là một người bình thường, con sống hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà con đang có nè, tức là con bây giờ con có người chồng tốt, con có đứa con ngoan. Thí dụ con có nhiều thiếu sót đi nữa thì con vẫn đang nỗ lực trên chính bản thân mình để cho con hoàn thiện cái gia đình của mình. Con đang hạnh phúc thiếu cái mà mình tự có. Con thấy điều đó không vui sao con? Hả? Xin lỗi mẹ. Cần xin lỗi mẹ. Cái người mà cần xin lỗi bây giờ là cái Ngân. Con làm nó tổn thương không trời. Con phải nói chuyện với nó đi. Chứ thôi hai mẹ con cứ ngày càng xa nhau, cái đó nguy hiểm. Rồi ok, giữ giùm con. Rồi anh Lâm, anh thấy đây, rút máy ra là trả lời cho bé Ngân chạy. Cái người con phải cần xin lỗi là bé Ngân đó. Hãy nói chuyện với nó đi. Chứ thôi hai mẹ con càng ngày càng xa nhau đó. Bé Ngân ơi, xuống ngoại nói này nè. Dạ ngoại. Giờ đây.
con cho con xin lỗi, có cái gì tặng cho mẹ đừng có món ăn nha, cho vợ mình nó mới được. Dạ, dạ, đứng đó luôn con, đứng đó luôn con. Máy vẫn chạy. Dạ. Nè, có cái gì tặng cho mẹ, nói cho mẹ nghe đi. Đó. Bữa nay làm đó. Ừ, con làm á hả? Trời ơi. Rồi dâu bây giờ dao kéo rồi. Không, không ạ. Dao kéo là mẹ, mẹ là thợ phụ. Dạ. Còn đây là đầu bếp chính nè. Với lại bà hay nói á, một cái món ăn ngon á không phải là do một cái tay đầu bếp giỏi đâu. Đầu bếp giỏi cũng một phần, nhưng mà còn một phần là do cái tình yêu, cái sự gắn bó của cái người đầu bếp bỏ vào trong món ăn nữa đó. Gì? Một cái con ơi, cái con này nó bu quá lại lắm. Rồi, lại lại mày. Dễ được vậy trò thiệt lo. Đó, đó. Người ta nói á, món ăn ngon á, đầu bếp giỏi là một phần thôi. Phần còn lại là cái tình cảm gắn bó của người làm món ăn bỏ vào trong đó nữa. Còn có cái con gì đó, cái bu bu á. Có thấy không vậy? Nếu không thấy thì em sẽ chịu đựng nó. Không thấy, không thấy được. À, bé ngân con đừng buồn quá, lúc này là hơi hơi chơi chơi rồi lên coi. Lúc gì buồn rồi vậy má? Dễ. Ủa, sợ chưa đó nha. Người ta nói á, món ăn ngon á, do cái tay nghề của đầu bếp giỏi một phần thôi. Còn một phần nữa là do tình cảm của người làm thức ăn bỏ cho tụi em nè. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, tại vì con không có được ngoan. Không có mẹ là ngoan nhất luôn á. Cảm ơn con nha, ngon lắm. Cho cái đang chạy máy chạy. À, anh Lâm bên từ bên từ cha hai cha con xong rồi bên qua Bi xong rồi mới bên lại cô Xuân vô nha. Nó xa lắm đấy, hai đồ khác nhau ấy. Anh bên qua Bi thử coi, anh Lâm bên qua Bi thử coi. Được mà, nếu như khoảng cách đó, điện thoại là đó, ok được. Xa nhau rồi đó. Rồi rồi cho anh nét Bi nha. Đúng rồi, ok rồi chưa. Rồi đầu tiên từ Bi đi. Đầu tiên từ Bi. Máy chạy. Máy chạy. Máy có chạy. Dễ. Rồi để em qua hai cha con. Đúng rồi. Để nuôi hai cha con. Để nuôi hai cha con chơi. Trao nghiêm nhạc. Đúng rồi con. Con đúng rồi. Ok. Cô Xuân vô. Cả nhà. Ăn cơm nè. Trời ơi, trời ơi, hồi sáng đi chợ có chú vui lắm con. Gặp bà Phương á, trời bà lớn hơn con, mẹ đâu có nhiêu tuổi đâu mà bà cái tánh tình bà vui dễ sợ. Bà đi nghỉ mát với cả gia đình. Ra Đà Lạt là bà nào là bà đi săn mây nè ha, rồi bà đi leo thác nè ha, rồi bà chơi tàu lượn siêu tốc. Trời ơi, nghe cái bụng rối loạn tiền đình luôn. Trời ơi, vui lắm con. Vậy đó nè. Căn này là bà ngoại mới một buổi sáng nè. Vì vô ngon. Ăn miếng cho có vitamin C nha. Thôi thôi thôi, ngoại ngoại để nó biết rồi, tiếc quá cho con được. Để ngoại cho con ăn. Ngon lắm. Ăn cho con ăn miếng rồi, ngoại để nó đi, tiếc con ăn cho con. Biết rồi, thì con ngừng chút xíu đi. Hả? Ngoại là cô thu bánh kem rồi nè, ngoại cười quá à. Ngoại để chơi ngoại có biết chơi đâu ngoại coi. Ủa, anh nói với ngoại vậy hả con? Mẹ tịch thu cái điện thoại lại khỏi chơi game gì đó. Mẹ tịch thu cái điện thoại lại khỏi chơi hết luôn bây giờ. Con, xin lỗi ngoại. Không, tại xin lỗi ngoại. Tại mẹ mà, tại mẹ nó mới bị thương được mà. Thôi thôi, để có một chỉ ngoại sửa chữa lại nha. Không, nha. Con xin lỗi ngoại. Không, nè, không có chơi game gì nữa hết. Cúp cái điện thoại ngay lên lầu học bài. Con nắp trường lại nha.
Okay.